Chào bác cô chú anh chị nha. Chuỗi ngày nghỉ lễ 30/4/29 thì thực ra mà nói các bác, được nghỉ những ngày lễ này thì thường dành cho gia đình thời gian nhiều hơn, và chính ra những ngày cây cối thứ mình không làm nhiều, gần như là không làm được gì. Đấy, thì hôm nay thì 2 ngày rồi, 3 ngày rồi không có làm cái gì cây cối hay là video gì kìa. Cho nên là muốn hôm nay thì về quê ngoại chơi thì muốn làm một số cái cây xanh thêm một tí nữa. Tất nhiên mình không có thời gian để mà làm đẹp luôn, hoặc là làm những cái ý tưởng của mình nó xa vời quá như những cây trước em cắt của bố vợ. Thì thực ra mà nói thì tương lai của nó sẽ ok, nhưng mà không phải là mình ngày nào ở đây, thì có thể một năm mình chỉ về một vài lần và cụ lại bỏ hoang thì nó lại hòa nhau thôi. Cho nên là bây giờ suy nghĩ một điều là mình vẫn sẽ làm, nhưng mà cho nó ưng mắt hơn với cái dáng thế sẵn có của nó thôi. Thì các cụ ở quê chơi như vậy thôi, mà cụ thì bỏ nó hoang quá. Tất nhiên nó có dáng thế của cụ bẻ sơ sơ rồi, nhưng mà nó hoang sơ quá. Thì mình bây giờ mình làm cho nó nhìn nó gọn gàng hơn thôi, chứ ý tưởng của mình là chưa làm được, không nên làm. Đấy, cắt trụ như vừa rồi là không nên làm. Tất nhiên không ai góp ý nữa cả, mình cảm thấy là như thế. Đấy, thì bây giờ cây này ngày xưa em khá là thích cái cây này, cũng là một con trịch hoành. Bây giờ thì nó sắc sơ quá, muốn sửa lại tí. Tất nhiên mình chả có thời gian để mà thay đất tí gì cả, chỉ làm gọn gàng tí cho nó đỡ mất tẩy tàn các bạn. Đấy, khá là to các bạn nhé. Giờ đấy em chưa tính là sẽ làm như nào, nhưng mà chúng ta sẽ cùng suy nghĩ để làm cây này thôi, và có thể sẽ một số cây khác. Đấy, thì cây này cơ bản nó sẽ như này. Đấy, cái dây thép này còn để là cái buộc dây phơi này, hỏng hết cả gốc. Thì cơ bản là nó cũng sơ sài này thôi. Nó thân trên của nó trên này nó bị cháy rất là nhiều, nhưng chỗ kia nó mất mấy cái tay rất là tiếc. Cái thay hoành này ra nó có tí ngọn rồi, rất là trơ. Cái trực này thì đuối. Đấy các bạn, mà cắt đi cây này thì mãi nó không lên được, rất là cần cỗi. Ông bể rất là gì, rất là rối rắm. Đấy, da của nó bị cháy rồi, nó bị cháy. Thế bây giờ là rất là mong muốn nó có một cái tay rất mạnh ở chỗ này, hoặc đâu đấy chỗ này cũng được, nhưng mà có thể là nó bị chết rồi, hoặc không có. Có mỗi tí ngọn này nó trơ quá. Thì cái tay này bẻ ra thì nó loằng hoằng, đoạn này nó khá là sai nhau. Thì rút ngắn nó lại, kiện thế. Còn ngọn này chắc chắn là phải rút ngắn lại. Kìa. Thì bây giờ cùng làm luôn nha. Chưa xin phép đâu, nhưng mà thôi cứ làm. Bỏ đi mà. Mắc này.
Đấy thì sơ sơ như vậy là chia lại một tí. Chia lại một tí. Chia lại một tí. Cái cành kia thì đang định thu ngắn lại nhưng mà không khả thi lắm. Hơi đuối. Rút phát ở đây thì sẽ bị mỏng cái đoạn này. Sợ đoạn này nó không không ra được. Gần như là không ra mầm ở chỗ này, cháy hết ở trên này. Cháy hết. Đấy. Cho nên là hơi bị ban căng. Chia cho cái tay hoành này này, bông ở đây với lại cái ngọn nó phải ra đây để thẳng với cái thân trực này, đấy nó phải ra đây. Những cái này sau sẽ sửa lại nhưng mà để sửa nối cái này, ngọn này, sẽ phải chạy một cái tán ở đây, một cái đuổi ở đây. Những cái này sau có thể sẽ cắt đi. Bây giờ để cho ông đỡ thấy trống thì mình cứ để đấy và ông có thể chơi tạm được. Đấy. Tay tán ở đây cũng vậy. Tay tán ở đây cũng vậy. Đấy. Thì con này thì tạm thời như thế. Cái căng nhất là cái ngọn của con này, nhất là nó đuối, thứ hai là nó đang bị lệch. Trong kiểu ngày xưa các cụ cứ chơi là cứ thẳng lên là cứ uốn cho nó xoắn 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 tròn tròn chứ không chơi cắt giật. Vào dậy không. Đấy, ở quê mà. Thế cho nên là ngọn này bây giờ mà cắt đi thì thực sự là trống, mà không cắt đi thì không chấp nhận được. Các bạn nhìn ngọn lung tung beng. Bây giờ là vấn đề là cắt cắt đến chỗ nào. Cắt đến chỗ nào. Có hai phương án này các bạn. Một là cắt mẹ phát đây. Lôi mà giật mầm lên đây, cắt ở đây đi, giật một cái mầm đây, một cái tay đây lên làm ngọn thì chắc chắn là rất là trực rồi, nhưng mà cái đấy thì lại mất thời gian đấy. Cái thứ hai là, nhưng mà thế sẽ chuẩn hơn bởi mình là trực hoành mà. Cái này nó, cái ngọn này nó đang để nó hơi bị nhảy sau. Cái thứ hai nếu mà thứ hai ấy, là sẽ dùng lại cái ngọn cũ này. Vấn đề là sẽ cắt đến đâu, có thể sẽ cắt đến đây để giật cái ngọn lên thì vấn đề nó sẽ phải lắc về cái trục này, lắc về cái trục này. Đấy. Đấy. Phương án nữa là cắt đến đây để cho ông có thể chơi luôn được. Thì suy nghĩ cái các bác nhé. Đấy thì cũng phải nhắc lại các bác là bây giờ làm tạm để cho ông chơi thôi, chứ mình chưa phải làm kỹ những cây này, làm để nhìn cho nó ưng mắt tí thôi, chơi được thôi. Đấy, thế dễ này rối rắm này, tí này phang vào cái vách này để cho nó lộ cái đường trực của nó đi, phang vào vách trên. Đấy. Đấy. Bây giờ xem tính nó cắt đến đâu các bác nhé. Nếu mà không biết cắt đến đâu ấy, thì sẽ hạ dần xuống. Xem đến đâu hợp lý các bác. Hạ đầu, xem đến đâu hợp lý. Bây giờ là một tay cầm máy quay, một tay cắt thôi. Nó hơi rung một tí quá. Phang mẹ một cái trước nữa đây các bác. Xong lắm. Đấy, như thế là tạm nhìn được đúng không? Cây đỡ trống không? Có thể ông có thể chơi luôn như này vậy thôi. Đấy. Thế nhưng mà vấn đề là nếu mà muốn kỹ chuẩn ra thì phải đấy, vừa cắt cái ngọn này đi. Như này là chơi tạm rồi, sau tán nó ra che chơi tạm rồi. Vấn đề là em muốn là muốn cắt xuống tận dưới này kìa. Cắt xuống tận. Cắt bỏ này. Cắt bỏ trực. Cắt bỏ cái phân ngả này ra. Nuôi cái đây. Nuôi cái ngọn từ đây, một cái mắt từ đây lên. Cái mắt từ đây ra để làm cái bông ở đây.
đuổi ra, đuổi cái bông này ra. Đấy. Đấy. Các bác kìa. Chuẩn là phải làm như thế. Không làm. Nhưng mà như tinh thần lúc đầu là để cho ông chơi tạm thôi, cho đỡ cây nó đỡ. Và ngàn thế này thì chơi tạm này, để này chơi thôi. Các bạn, để thế này chơi. Vẫn còn giữ được tí cái ngọn. Thứ hai là không đến nỗi nó chối quá như lúc đầu. Lần đầu tiên mà làm cây mà kiểu mà là chơi để chơi tạm, các bạn nhìn nó rất là buồn cười. Quách này dối rắm này. Quách dối rắm này. Dối rắm này. Cái đứa quá không có chỗ để mới quay nữa. Cắt mẹ cái này đi. Dạ. Ô. Đấy. Sơ sơ thế thôi. Đấy các bác chờ tôi tí thì tôi bỏ cái máy quay xuống tôi làm cái cho nó ok xong rồi quay kết quả nó nhé. Đấy thưa các bác cô chú anh chị là đúng như mong muốn các bác là làm sơ sơ thôi để có một cái cây nó không bị phá mất thế cũ của
công cụ mà vẫn ok và gọn gàng, chứ không phải là làm theo ý của mình các bác nhé. Thì vừa làm gọn gàng lại và là bẻ lại một số cái dây chỗ, một số cái chỗ dây nữa cũng chả có cái dây đỏ đỏ bẩn bẩn kia thôi. Đấy. Thì lúc ấy thì cũng không quay được, tay rất là vướng. Bây giờ phải cắt vào những cái bức vách, những cái rễ nó không cần thiết. Tất nhiên là những cái rễ này thì nó cũng rất là rối rắm, nhưng mà để sau thì để đang cần nó nuôi dưỡng cái tay này cho nó mạnh lên các bạn. Đấy. Thì cơ bản là sẽ đã làm nó tách được cái những đường chuyển của thân ra. Vừa nãy cái những bức vách này nó rất là dày. Đấy, mà rối tung dưới mùa. Còn bệ rất thì xử lý sau. Đấy, thì lội cái đường chuyển. Một dãy, cái dãy rất to này, cắt hết đi. Đấy, một dãy nó chằng chịt vào nhau, nó làm mất đi cái đường chuyển của thân này. Đấy, thì cũng chia sẻ là thường là đa số các cụ ở quê ấy, mà chơi thì càng nhiều dãy càng thích. Thực sự là thế là nó không tốt, dễ thì mặc đúng chỗ, quan điểm là như thế, đúng chỗ của ai thì không biết, thì tùy vào mỗi cách làm của từng bác. Cơ bản thì nó cái đẹp thì nó thường là nó sẽ chung nhau thôi, và những cái nguyên tắc nhất định thôi. Đó. Tóm lại là một cây trực hoành. Tay hoành thì nó đang bị đuối một tí và nó bị cháy, nó bị thắt ở đây. Ở đây mình vừa mới tìm thấy một cái mắt ở đây. Đây. Đấy. Sau sẽ nuôi cái này, trên chỗ này không có. Đấy. Và đoạn này sau sẽ phải bỏ hết đi vì nó sẽ làm đoạn này nó rất cái dễ này, mà đoạn này rất là to, đoạn này thoát xấu. Đấy các bác. Nhưng mà bây giờ tạm thời chưa vì đang cần nuôi dưỡng cái tay kia. Và để cái kia một bông ở đây, một bông lớn này sau có thể chia thành nhiều bông nhỏ. Đây, ngọn đây, giật về đây một bông, đây là chính, và nó sẽ thẳng với cái trục hoành này, trục hoành. Còn cái trục tung đây, trục tung này thì đang cố gắng lượn cái ngọn này nó về. Lúc đầu là tính là em cắt ở đây, các bỏ ở đây thì sẽ đón là một cái mầm ở đây, một cái mầm ra đây để bù lại này. Tuy nhiên là như thế thì là chống mất cái cây cụ, chơi nó sẽ lâu. Thì chọn cách này, cắt cái ngọn cụ để nó vẹo nuôi cái mắt lên thế thôi. Thì nó không được ok nhưng mà tạm được, chơi sẽ chơi tạm được, sẽ quê mà thôi. Đấy, đơn giản vậy thôi các bác, không làm một cái gì đấy là nó rất ngứa ngáy cho tay. Đấy, các bác nhé. Ngày mai chắc chắn sẽ phải nghĩ ra một cây nào hoặc là cái chỗ nào để đào với các bác, khó chịu lắm, tủ túng chân tay lắm các bác. Đấy, chỉ còn ở trời. Rồi, cảm ơn các bác theo dõi nhé. Chúc các bác những ngày nghỉ vui vẻ bên gia đình nhé. Cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình nhé.